Xin chuyển sang thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, hôm qua Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Phước, sinh năm 1979, trú tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 5 năm tù về tội làm, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2018, Phước tự tạo và nhờ người thân tạo các tài khoản Facebook. Sau đó, Phước sử dụng các tài khoản này để theo dõi, gửi lời mời kết bạn với các tài khoản Facebook có đại diện liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa, các đối tượng phản động lưu vong, rồi nhiều lần livestream nói chuyện về tình hình chính trị và chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video, clip có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo. Ngoài ra, để hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức phản động lưu vong, khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2017, Phước làm ra 3 lá cờ vàng, 3 sọc đỏ, cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi dán một lá lên tường nhà, 2 lá cờ còn lại mang đến khu vực khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, gần nhà Phước dán. Khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2017, người dân phát hiện, đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Long Xuyên tiến hành thu giữ các tài liệu và vật chứng liên quan. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Phước đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Phước bị khởi tố điều tra.